dành riêng cho con giáp tuổi Dần, Ngọ, Dậu, Mùi, Thìn, Tỵ. Hôm nay là thứ bảy, hai ngày nữa là các bạn chính thức bước sang tuần mới tính từ thứ hai ngày 22 tháng 5 dương lịch. Thì thời gian qua các bạn đã khổ sở điêu đứng, tình cảm rạn nứt, công việc rối rén, cuộc sống không được ổn định. Thì trong tuần mới này, Thơ hy vọng gieo duyên cho các bạn bốn thông điệp tử vi tuần mới để hỗ trợ các bạn gỡ rối xả xui. Thứ nhất, trong tuần mới này các bạn cẩn thận trong vấn đề đầu tư kinh doanh, vì có sao đại hao đại hung xuất hiện cho nên làm ăn phải có giấy tờ hẳn hoi, chứng cứ rõ ràng, tránh bị lừa lọc. Thứ hai, trong tuần này vượng về lọc tài, có cơ hội nhận lọc trúng thưởng rất lớn nhờ có các tinh trợ lực. Cái thứ ba, trong tuần mới này đi nhẹ nói khẽ cười duyên, âm thầm lặng lẽ không nên tâm sự chuyện mình làm cho người khác biết, hạn chế xuất hành đi xa vì rất là dễ bồi thường thiệt hại. Cái thứ tư, vận may mắn nhất trong tuần này là có cơ hội mua tài sản ưng ý vừa lòng với cái bản mệnh của mình. Thì thôi, chúc sáu con giáp này bước sang tuần mới nhận lộc đắc tài.